Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Tập trước thì tụi mình đã cùng nhau đi thám hiểm cái hang động nguyên thủy. Và thật sự, ở trong cái hang động nguyên thủy này có rất là nhiều điều mới lạ đối với mình luôn. Thành thử ra là hôm nay mình phải học thêm kiến thức về hang động nguyên thủy đó các bạn ạ. Và trong thời gian rảnh, mình đã ngồi mày mò những cái văn tự cổ. Và bây giờ, chúng ta đã có dư ra được 5 cái cave codec về hang động nguyên thủy nè. Mình sẽ dùng hết 5 cái này ha, để mở khóa kiến thức các bạn ơi. Đó, dùng hết luôn. Ôi trời, wow, hình như mình học đủ kiến thức hay sao rồi kìa. Hả? Mình không thể học thêm được. Uầy, quên luôn các bạn ơi. Wow, bây giờ mình đã mở khóa thêm tài nguyên nè, mình coi thử coi. Ở đây thì nó sẽ hướng dẫn làm công cụ các thứ ha. Còn gì khác không? Hết à? Còn dưới này là những cái loài khủng long ở cái hang nguyên thủy hay sao nè. Đầu tiên là Subteranodon, là cái em chim bay mà hôm qua chúng ta gặp đó các bạn. Mình biết được lượng máu và sức tấn công luôn nè. Hay vậy. Tiếp theo là Velociraptor, loài khủng long mà hôm qua hội đồng em Triceratop của mình á. Em này thì mạnh hơn em hồi nãy một tí ha. Nhiều thông tin bổ ích ở trong này lắm đây. Tiếp tục, loài thứ ba là Protosiraptor. Em này thì hình như mình gặp rồi luôn nè. Là ba em mà hôm qua mình gặp á các bạn. Và ở dưới này thì sẽ là những loài mới mà mình chưa gặp nè. Chẳng hạn như Trilocaris. Ủa? À không, cái này hình như mình cũng gặp trong cái hồ luôn hay sao á. Ok. Ở dưới là Tremosaurus. Wow, đây là loài mà mình nghĩ mạnh nhất ở cái hang động nguyên thủy đó quá các bạn ơi. Đây là giống như là vị vua của tất cả loài khủng long trong cái hang nguyên thủy nè. Ở đây sách có ghi luôn nha. Bảo sao 14 sức tấn công, 150 máu. Wow. Trong đây chắc cũng sẽ có một vài thông tin để chúng ta có thể thuần hóa được cái loại này không ta. Nhưng mà mình muốn có một trận chiến sống má với em này quá. Không biết là khủng long mình có mần lợi hay không á. Ở dưới còn thêm nhiều khủng long các bạn ơi. Để coi coi. Relicterus. Em này trong cũng khá là chất nè. 12 sức tấn công nha, không phải dạng vừa đâu. Wow. Được ấy chưa. Ok. Vậy là chiến này chúng ta đã có thêm thông tin để tìm kiếm rồi. Ôi trời, đây là boss hay sao nè. Chính xác rồi các bạn ơi. Cái là boss này sẽ ở trong cái ngọn núi lửa nha. Nè, inside volcano nè. 600 máu lận. Úi dồi ôi. Và mình cần phải có cái đồ đặc biệt thì mới có thể triệu hồi được boss nha. Ở đây nó có chỉ công thức luôn nè. Qua nhiều thứ mới lạ và bổ ích ha. Rồi cuối cùng là gì đây? Atla Titan. À, là một phiên bản nhưng mà kiểu yếu máu hơn của boss này hay sao các bạn? Mình thấy ngoại hình khá là giống á, khác lượng máu thôi. Ok, vậy là chúng ta đã sơ lược qua hang động nguyên thủy rồi. Dưới này thì sẽ là một số thứ mà mình có thể chế tạo thêm nè. Kiến thức về thức ăn đồ các thứ. Wow, giáp nữa nè. Hay các bạn ơi, nhất định mình phải mang theo cái cuốn này trong cái hành trình sắp tới của chúng ta rồi đó. Rồi. Và bây giờ thì trước khi đi tiếp, chúng ta sẽ sửa giáp lại đi ha. Hiện tại bộ giáp của mình thì mới có cái áo được enchant nè. Mấy bộ phận khác thì chưa được enchant, nên là mình sẽ tranh thủ mình sửa lại nè. Cũng như là enchant thêm ha. Để thật sự có được một set giáp ngon nghẻ nhất cho chuyến đi dài ngày này. Nhưng mà mình kinh nghiệm mình hơi ít ta. Chắc phải đi farm thêm quá. Tranh thủ trời còn tối nè. Còn mưa nữa chứ. Ý, không, qua địa ngục, đúng rồi. Qua địa ngục đào thạch anh nhanh hơn các bạn ơi. Quên nữa ta. Đây, bao la bát ngát cho mình đào luôn. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Rồi, giờ thì mặc sức đó mà enchant luôn. Từ từ. Em mèo. Ok. Em mèo vẫn còn trong này các bạn ơi. Hết hồn hết vía. Gửi bộ giáp ra cái đã. Mình sẽ enchant cái nón trước nè. Bảo vệ khỏi lửa. Ok.
Bảo vệ 4 cho cái ổn, khá ngon. À không có chậm hỏng ta. Nón hô hấp. Ui quần thì cũng không ngon luôn. Chậm hỏng 3. À có bảo vệ 4 cho quần, ngon. Nón tiếp tục hô hấp. Có thêm đào nhanh với nước rồi chậm hỏng các thứ và bảo vệ các bạn ơi. Rồi vậy là mình đã có một cái set giáp full bảo vệ rồi. Tự tin mà đi luôn nha. Cái khiên thì không biết có enchant được hay không. À không enchant được, hơi đáng tiếc nhưng mà không sao. Rồi lên đường đi các bạn ơi. Ui cái gì. Ui xét đánh. Trời. Ui trời em ơi, hình như xét đánh trúng cái em này các bạn ơi. Anh thằng ơi, nhỏ tắm dưới nước mà cũng bị xét đánh nữa. Thôi gán đi một thời gian nữa, anh sẽ cho cưng tới nơi ở mới nó bự hơn nha. Giờ anh thấy cái chỗ này chật với cưng quá rồi đó. Mình cũng tranh thủ ngủ cho trời tạnh mưa các bạn. Rồi sáng dậy chúng ta hẳn bắt đầu lên đường ha. Ở cái chuyến đi này thì mình dự tính là sẽ dẫn theo cỡ 3 nhóc khủng long luôn các bạn. Ừ, dẫn hết luôn. Mấy em nào mà mình cưỡi được là mình dẫn theo hết nha. Chứ để mấy em ở nhà hoài thì cũng tội nghiệp. Đi Apollo Ceratops mấy bữa nay đâu được đi chung với mình đâu. Rồi follow anh. Cái nhóc này thì không cưỡi được. Đây. Cưng này cũng vậy nha. Rồi và công thứ thiếu đó chính là Triceratops của chúng ta ha. Ơi từ. Mình ơi để em ở chế độ follow cái đã. Từ, có chừng gụng cây, ngã cây nha. Đó các bạn coi cây nè. Đẹp đẽ bao nhiêu. Cũng tan nát với mấy em hết trơn à. Rồi đi ra. Rồi, đi mà gung ginh hết các bạn ơi. Đóng cửa lại và lên đường thôi. Gửi Triceratops cho tiện ha. Let's go. Tới nơi mấy cưng ơi. Ôi, từ. Cao như vậy mà nhảy xuống thì Em cũng lông thì chịu nổi, chứ mà mình không chịu nổi các bạn ơi. Chắc là vẫn dùng cách cũ đi ha. Tạm thời cho mấy em vô trong cái thùng đi. Rồi, xuống dưới rồi mình đưa mấy em ra sau cũng được các bạn. Giữ mấy em trong người. Và chúng ta sẽ xuống bằng xô nước cho chắc cú ha. Lơ ngơ là cái bẹp liền ấy, không đùa đâu. Và chuyến này xuống dưới thì mình sẽ ráng đi tìm những cái loài khủng long mà ở tập trước mình chưa có tìm ra được á các bạn. Quầy mới xuống thôi mà đã gặp cái em chim này à. Úi, hình như cái em này có thể tem được các bạn ơi. Từ từ mình sẽ đọc sách về cái em này ha. Đây, hang nguyên thủy. Em là Subteranodon. Ok, mình cần cho em ăn một ít Trilocaristel. Trilocaristel là cái này. À, mình đi bắt các bạn ơi. Thường thì mấy cái nhóc đó sẽ ở trong những cái hồ ấy. Giống như vậy nè. Chuyến trước mình đã gặp cả đống luôn mà mình không có bắt. Trời đất. Nay là cần bắt đó nha. Để mình kiếm cái hồ. Thử làm bạn với một em có thể bay ở trong cái khu vực này đi. Mình khám phá nó cũng tiện hơn. Ôi trời sao chỗ này nhiều zombie vậy. Dám bước vô lãnh địa của khủng long hả. Mấy cái con đó nó liều thiệt chứ. Ý. Ê khoan. Hả. Đúng rồi ta. Mình còn cả đàn Subteranodon đang chờ được lớn nè các bạn ơi. Quay. Mình ở đây mình đợi cũng được các bạn ơi. Nguyên đàn này mình lớn thì tha hồ cho mình cưỡi luôn á. Quên vụ này nữa. Ok, mình sẽ đánh dấu chỗ này lại ha. Giờ thì mình cứ đi xung quanh đây để thám thính tình hình trước các bạn ơi. Chuyến này mong là chúng ta sẽ gặp được đa dạng khủng long hơn ha. Mình đang muốn gặp cái thanh niên mà vua của cái vùng này các bạn à. Đó chính là Tremosaurus. Mà khá là khó tìm ấy. Ý nữa thì mình quên các bạn. Qua giờ mình chỉ toàn tìm hiểu về những cái loại khủng long mà quên tìm hiểu về những cây ở bên này. Cây ở bên này cũng làm được nhiều thứ lắm nha. Để coi. Đây. Một trong số cây mà mình cần tìm nè. Đây là cái cây kiểu như. Ê. Velociraptor. Áo. Ui da, nguyên một đàn luôn. Từ. Bình tĩnh. Mình đang tính thuần hóa Velociraptor các bạn ơi. Bây giờ mình cần phải chạy trước rồi đó. Bên này cũng có một cây tương tự nè. Những cái cây to như vậy thì nó sẽ có cái sao ta, giống như trái khế vậy đó các bạn à. Mình sẽ trèo lên để chúng ta hái ha. Đây. Ok. Và nó sẽ giúp mình làm ra được cái bát súp này. Ôi ôi. Cái gì nó mới. Hả. Nhảy lên. Ôi trời ơi, nó nhảy lên để nó săn mình. Mấy con này liều thật chứ. Và cái cây cạnh bên mình cũng có thể rơi ra nguyên liệu để chúng ta làm thức ăn nha. Đó. Những cái hạt kia kìa các bạn. Ui da. Làm liều đi.
Rồi xong phim, lượm được hả? Rồi chạy 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 chạy. Mấy con kia nó hung dữ quá. Rồi, và khi đã có những thứ này thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo súp ha. Một bát súp thì mình sẽ cần có 4 nguyên liệu thôi. Đó, mình đã có đủ, đủ chưa ta? À đây, còn cái trái ngôi sao nữa. Đó, mình sẽ được shrimp salad. Và giống loài Valum Raptor này á, thì trước tiên mình cần phải dụ bằng Dino Nất Nghiệt trước các bạn ơi. Amogus. Ủa, thấy thì tính ra nó cũng dễ thương đó chứ. Sau khi mình cho ăn thì gì đây? Ê, bình tĩnh. Ok. Lỡ mày. Ôi, lỡ mày cũng đánh người ta nữa. Đi cút kéo vậy. Ui, da hơn mình đỡ khiêng được. Mình chạy trước các bạn ơi. Để cho thanh niên nó ăn cái cục Dino nó kịp trước đi. Gãi, không ăn đi trời, ăn đi rồi ngủ giấc giùm tôi. Phải đợi cái thanh niên kia ngủ các bạn, thì chúng ta mới làm cái bước tiếp theo được. Dụ kiểu kia khó quá thì dụ theo kiểu này các bạn. Mình sẽ để đồ ăn trong cái rương, để coi nó có lợi nó trộm đồ ăn không nha. Tại vì trong sách á, có ghi là cái loài Valum Raptor này có thói quen là trộm đồ các bạn. Từ từ. Đó. Nó đang lại cái rương kìa các bạn, nó gãi kìa. Nó có mở rương không đây? Mở rương đi. Trong rương có đồ nghe. Nó ngáp. Nó giả bộ đó, mình nghĩ là nó giả bộ đó các bạn ơi. Chứ nó thấy cái rương rồi, chứ làm gì không thấy được cái bên. Đấy, các bạn thấy không? Kìa, nó mở rương rồi kìa, nó chạy ôi. Thấy chưa, mình nói rồi. Ôi, nó ngủ rồi các bạn ơi. Trời ơi, mới trộm đồ ăn xong mình đi ngủ liền. Lần này chắc mình phải kiên nhẫn hơn các bạn ơi. Ok, đúng rồi. Theo kế hoạch rồi đó. Ê, sao nó đi lại không mình ta? Ê. Ôi. Ăn đi ông cháu ơi. Đồ ăn trong rương á. Ôi kìa. Nó lấy rồi các bạn ơi. Ok. Mình có nên đợi cho nó ăn luôn không? Tại hồi nãy mình lại mà mình đút đồ ăn á, nó không chịu ăn các bạn ơi. Nó còn cắn mình nữa. Nó chưa ăn các bạn ơi. Nó còn cầm. Ok. Nice. Ở lần đầu tiên mình đã thất bại rồi các bạn ơi. Ok, chắc mình sẽ tạm thời ghé qua Valum Raptor đi ha. Trở lại cái tổ của mấy cái nhóc khủng long bài kia cái đã. Nãy giờ không biết lớn chưa nữa. Trời ơi, nó không lót ra, em chưa lớn các bạn ơi. Bó tay thì chứ. Nhưng cạnh cái tổ của mấy em khủng long bài là một cái giống khủng long mới mà mình lần đầu gặp ở hang động nguyên thủy này các bạn ơi. Ủa, đây là loài từ em có tên trong cái quyển này, hình như là Relicturus. Ờ, chuẩn luôn. Ủa, ở bên ngoài là em cái có cái màu xanh vậy à. Wow, loài khủng long hoàn toàn mới các bạn ơi. Thôi được, lỡ rồi. Mình sẽ dụ khủng long các bạn ơi. Có hung dữ không vậy? Hình như cái loài này khá là thân thiện các bạn ơi. Mặc dù to xét vậy thôi nhưng mà rất là thân thiện luôn. Không hề tấn công mình á. Nhưng mà để dẫn mấy em này về thì mình phải cà khịa đó. Ai. Đúng rồi. Lại đây. Đúng rồi, xíu nữa. Yeah. Thêm một em khủng long nữa sắp về. Nó ở của mình rồi. Ui. Lọc hết khịa anh Long, bây giờ khịa mấy em ở cái hang nguyên thủy đây các bạn ơi. Ui, em chậm quá à. Thiệt, em này rất là chậm chạp các bạn ơi. Mà hiền nữa. Trời đất. Mình chặt cái cây này để em dễ dí mình hơn. Đó, có ai mà chọc mà tận tâm vậy chưa? Chọc khủng long cũng phải lành nghề các bạn ơi. Ui dạ, trời, mình đánh vô mông em. Lại đây mấy cưng. Đúng rồi. Ngoan đó. Về đây. Đúng rồi, xíu nữa. Rồi, giỏi luôn. Sống phin. Thêm một loại khủng long nữa. Ồ, đây rồi, vậy là mình phải
Càng ở lâu ở trong đây các bạn thì những loài khủng long mới dần xuất hiện á. Ok, chắc mình sẽ ở đây thêm một lúc nữa, tại vì mình muốn thử lần đầu kiểu như thuần hóa, cưỡi mấy cái em khủng long bay này á. Ở đâu ta? Cái tổ, ở đây nè, cái tổ ngay đây nè. Một xíu nữa thôi các bạn. Đâu đó cỡ 10 phút nữa. cỡ đó. Ôi. Mình nghe tiếng. Ui. Tiếng gầm. Mình nghe tiếng gầm ơi. Ở dưới này các bạn ơi. Oh my god. Đây là từ. Em có tên. Tremosaurus, đây rồi. Vua của cái hang động nguyên thủy này các bạn ơi. Ồ, mình đánh nhau với khủng long vua nha. Đúng rồi, trận chiến này nhất định phải có sự góp mặt của ba em khủng long của mình. Đã tới lúc để cho mấy em ra trận rồi các bạn ơi. Nãy tới giờ thời khắc tỏa sáng nè mấy cưng ơi. Diceratops, Diabloceratops và thêm một em Diabloceratops nữa. Rồi, mấy cưng sẵn sàng chưa? Cùng anh nghênh chiến với vua ở cái vùng này thôi nào. Giờ địa bàn này là của mấy anh em mình các bạn à. Phải ha, lấy lệ sĩ diện mới được. Bữa giờ bị mấy em khủng long nhỏ nhỏ kia dí quá. Ok. Và tổng tấn công. Ok, sẽ làm tăng cơ. Ui, khủng long màu chúa cắn cơ. Ui da, trời nó cắn đau quá. Đúng, không hổ danh. Ui da. Ui, không hổ danh là vua của vùng này. Yêu. Cắn phát nào lẽ. Ui, mình mới tính khen là cắn phát nào là thốn phát đó, nhưng mà đã bị khủng long của mình đánh gục rồi các bạn ơi. Wow. Trời, coi mấy em này khoái chưa kìa. Đi qua bên đây có vẻ rất là thích thú luôn á. Ý. Wow. Còn rơi ra thịt nữa à. Thịt này có thể nấu được. Còn khúc xương thì để chúng ta chế tạo đồ ha. À, vậy là bắt buộc mình phải đi săn vua ở vùng này các bạn, thì mới có đủ những cái khúc xương để mai mốt chúng ta chế tạo cái đồ triệu hồi boss á. Hả? Nani? Còn thêm một cái thanh niên lọt ở dưới này các bạn ơi. Mấy cân, anh có việc nhờ mấy cân nè. Đi xuống dưới bèm cái thanh niên đó giùm anh. Từ từ, mình có cái giáo các bạn, mình phóng xuống dưới. Ok. Tấn công đi mấy cân. Xuống dưới. Ở dưới kìa. Mình cấu rỉa trước các bạn. Hơi lầy lội một xíu nhưng mà mình có lợi thế mà. Trời ơi, anh niên kia gầm một cái rung trời đất luôn. Y gan anh Long nhà mình các bạn. Chắc là anh em hàng xóm gì với anh Long nè. Hát chưa? Không biết phóng hết mấy cây giáo này có hạ được không nữa. Mình nghi là không á các bạn ơi. Eo. Rồi. Tới của kiệu rồi. Tấn công đi up luôn. Đúng rồi, dùng đám đi. Mình lầy quá các bạn ơi. Đúng rồi, hiện tại đang có một mình Diablo Ceratops ở dưới rồi các bạn. Và cái thanh niên này thì chỉ nhắm vô mình thôi. Ok, mình sẽ xuống dưới để đồng hành chung với Diablo ha. Ui da, ai da. Ao. Ui, nó cắn mình. Mình đỡ khiêng mà không có tác dụng lắm các bạn ơi. Ok. Thành công chưa? Ui trời, mình lỡ đánh trúng khủng long mình nữa chứ. Yêu. Nhưng mà có vẻ là chúng ta đã hạ được cái thanh niên Tremosaurus rồi các bạn. Và được thịt chín luôn nè. Ngon. Vậy là nãy giờ chúng ta săn được 5 khúc xương rồi. Hay chứ. Ok, giờ thì chắc mình sẽ đi lên nha. Đó, cậy cậy xuất hiện nhiều khủng long khi mà mình chịu khó AFK đó các bạn ơi. Yeah. Nhưng mà khoan, ngoài việc săn khủng long đó ra thì mình cũng muốn dẫn về vài nhóc đó các bạn. Kiểu như mặc dù mình biết là rất là khó để thuần hóa nhưng mà cứ dẫn về đi. Biết đâu bất ngờ. Nãy mình cũng sung nữa, mình đi săn hết hai nhóc đó luôn à. Trời đất ơi. Giờ muốn tìm lại không biết có gặp được hay không nè. Tại mình thấy lò đó cũng khá là hiếm á các bạn. Mong là chúng ta vẫn còn đủ may mắn để gặp lại được ha. Ok, giờ thì tiếp tục chờ đợi thôi. 200 giây nữa thôi các bạn à. Tính ra cũng mau hết á. Mà hồi nãy mình nhớ là mình đã thất bại trong việc thuần hóa và lum raptor rồi, mà còn bị dí nữa.
Thành thử ra là bây giờ mình sẽ dụ mấy nhóc này mang về nhà luôn các bạn. Rồi xong một nhóc rồi, hai nhóc luôn. Rất là nhanh á, người có kinh nghiệm có gác các bạn ơi. Kinh nghiệm cà khịa. Rồi vậy là nãy giờ tổng cộng là mình đã giữ được 4 nhóc khủng long rồi ha. Một tí nữa mình mà gặp được Tremosaurus lại thì tuyệt vời luôn á các bạn. Ừ, là chúng ta sẽ gần như là sở hữu hết những cái loài khủng long ở cái hang động nguyên thủy này ha. Và còn một phút nữa thôi thì những em khủng long này sẽ trưởng thành, và để xem coi mình sẽ lựa em nào để cưỡi ta. Ui mấy em này nè, mấy em này có vẻ là nở ra trước nè các bạn ơi. Em này, ok, mình sẽ ẵm em ra góc riêng ha, kiểu như là anh đại gì đó. Vừa lớn cái là mình sẽ cưỡi em liền ha, tại vì em đã được mình tem rồi các bạn ạ. Nên cũng khá là easy cho mình. Ê, đứng lại, đi đâu. Nghe nói anh cưỡi cái là sợ chạy hả dây. Gì vậy? Ui, lại xuất hiện thêm một Tremosaurus rồi các bạn ơi. Ôi, hình như đây là chỗ mà Tremosaurus hay xuất hiện hay sao á. Ê, mình phải bình tĩnh. Giờ mình đang đợi cho các em Subteranodon này lớn các bạn. 5 giây đếm ngược thôi, em sẽ lớn. Và xem nào. Ui, em lớn rồi. Ôi, thay vì cưỡi là mình sẽ nhờ em gấp vô cái phần lưng của mình đó các bạn. Mình thì dịnh cái giò em. Bay đã nha. Wow. Coi nè. Wow, thích quá các bạn ơi. Ê, từ. Em mất thể lực rồi. Tại mình nặng quá sao, có gà mình ăn hơi nhiều các bạn ơi. Mình mập ú lên rồi. Và mấy nhóc kia cũng đã bự hết rồi á. Ok, bây giờ mình sẽ cho nhóc này ngồi xuống cái đã các bạn ơi, để an toàn trước. Sau đó thì chúng ta sẽ dụ anh Long, nhưng mà ở trong hang động nguyên thủy ha. Có gì để coi anh Long này với anh Long ở nhà, anh Long nào sẽ chịu thùng hóa trước nha. À, nhưng mà trước tiên muốn dắt anh Long về mình cần phải có cái thùng cái đó. Ok, qua đây. Hello anh Long, nãy quýnh anh Long dữ quá, anh Long không biết có cây cứu không nữa. Chắc có các bạn, thấy anh la quá trời kìa. Nhưng mà mặt anh Long này khờ quá, không có hung dữ như anh Long nhà mình ha. Rồi, ảnh có cái màu da sặc sỡ cũng khá là nổi bật đó. Đó, mới khen quay lại liền. Ủa sao chạy? Ơ kìa. Hả? Ê. Ui, tôi xong em khủng long kia rồi. Ê, cái thùng. Rồi luôn rồi, anh Long cắn có mấy hit là khủng long kia đi rồi các bạn ơi. Lại đây anh Long. À kìa anh Long cái. Ủa, kìa anh Long cái nữa. Ok, anh Long tức rồi. Ủa sao anh Long không chạy, ăn no à. Ok, mình sẽ đặt cái thùng kế bên anh Long. Ê, hồi hộp nha. Ê, vũ mình, anh Long vũ mình các bạn ơi. Chơi mà chơi vũ. Để coi ai vũ ai biết liền. Lại đây. Cái này là sức mạnh tuyệt đối các bạn ạ. To cách mấy thì với cái thùng thần kỳ này cũng sẽ nằm gọn khô bên trong thôi các bạn ơi. Ồ, chỉ hơi tiếc là mình không cứu được cái nhóc khủng long kia. Hơi đáng tiếc ha. Thôi kệ, có thịt đem về cũng được. Really nigga. Rồi, trở lại với cái đàn khủng long bay thôi nào. Wow, và các bạn thấy trải nghiệm bay vừa rồi như thế nào? Mình thì thấy cực kỳ đã luôn á các bạn ơi. Ồ, lại lâu rồi mới bay lại. Thích dã man luôn á. Rồi, cất anh Long vô trước nè. À, khủng long bay thì mình ngoài dẫn em này ra thì mình sẽ dẫn thêm một nhóc nữa để về bầu bạn á. Còn mấy nhóc này thì ở đây để bảo tồn giống loài này đi các bạn ơi, chứ mình dẫn gì hết thì mất giống ở đây luôn á. Rồi, để nhóc này vô thùng. Trước khi về thì chắc mình sẽ lượn thêm vòng nữa, tại vì gần như là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi này rồi đó. Mình đã kiểu như bắt hết khủng long ở cái hang động nguyên thủy này rồi đó các bạn. Subteranodon nè. Rồi Balum Raptor cũng bắt luôn. Em này thì ấy chưa. À, mình còn thiếu cái em này, đúng rồi. Rotosaur Raptor. Ờ ha.
tí nữa thì mình quên các bạn ơi. Mình còn thùng không? Ê, mình còn cái thùng ở dưới kìa. Được á. Rồi, cởi em này bay xuống dưới để lấy cái thùng nè. Đấy, 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 đấy. Em này thấy vậy bay nhanh lắm á các bạn ơi. Nè. Lạng lách đánh võng trong vùng này là hết sảy luôn. Yeah. Đã quá à. Ê, mới móc qua bên thế giới thường á, mình cũng có thể dẫn em này để chúng ta đi khám phá các bạn. Rất là tuyệt luôn á. Nice. Rồi, lấy cái thùng và kiếm thêm kem khủng long sừng chứ y thôi. Chúng ta dẫn về nốt hết các bạn. Bình thường á mình gặp nhiều lắm nhưng mà sao bây giờ đang chủ động tìm mà không gặp ta. Kệ, rồi em khủng long bay mình sẽ đi tìm thử ha. Chắc cũng lanh quanh đây thôi hả. Ê, cẩn thận cái hang nước, cái núi lửa này nha. Lọt xuống dưới một cái là hai anh em chín luôn á các bạn ơi. Khúc này cũng không có. Ủa, bình thường mình thấy nhiều lắm mà. Các bạn thấy không, số mình sao á, mỗi lần mình tìm cái em khủng long hay là tìm bất kỳ thứ gì thì gần như nó trở nên hiếm liền à. Ảo thật đấy, coi nè, không gặp luôn. Mèn đét ơi, buồn gì đâu. Ở đây, 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 đây. Đáp xuống cưng ơi. Rồi, beautiful. Rồi cho anh xuống cái. Rồi, ok. Dụ nhóm này vô trong ha. Ok. Đánh yêu, anh đánh yêu cái mới được các bạn ơi. Còn một nhóc nữa thôi, là có đôi có cặp hết luôn rồi nè. Để mình tìm thử cái hướng này. Mình nghĩ chắc sẽ còn đó. Hả? Ui. Ui, ở đây mình thấy. Ai, 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 ai. Ui. Oh my gosh. Ui, mình phước lớn bằng lớn, phước lớn bằng lớn các bạn ơi, không sao, không sao, không sao. Ui da, mình tính cắm đầu xuống nhưng mà mình ấn lộn. Mình nhảy khỏi người em khủng long luôn á. Tí nữa thì hẹo rồi. Mình thấy ở đây nó có một cái khu vực Ủa, chỗ này là hôm qua mình đi rồi đúng không ta? Quen lắm. Nhìn nó giống như bộ xương á các bạn. Giờ mới để ý. Ủa, em khủng long mình ở trên đọt cây à. Thôi thôi thôi, xuống em đi. Ok. Rồi, cưỡi khủng long đi tiếp. Cẩn thận không mới được. Mình cứ quên hoài. À đây 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 đây, sẵn tiện gặp luôn cái em khủng long sừng chứ y luôn nè. Quá đã. Rồi, lần này thì hết lộn rồi nha. À, mình sẽ đặt cái thùng ở đây. Rồi sau đó dụ em lại. Hey, hello. Ok ok. Rồi, em khá là hợp tác ha. Xong phim rồi đó các bạn. Nhiệm vụ thành công. Wow, không ngờ hôm nay chúng ta lại mang về được nhiều người bạn mới giống như vậy luôn á. Đã quá. Rồi, trở lại chỗ của mấy em khủng long đang đợi mình ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi về thôi các bạn. Chắc là mấy em khủng long nãy giờ cũng đợi mình lâu rồi đó các bạn. Rồi, một xíu về mình sẽ cưỡi em khủng long bay ha. Thế nên là mình sẽ cần phải thu gom mấy cái thùng lại. Để có cái mà mình còn dẫn ba em khủng long to xác đi nữa. Đặt cái thùng xuống. Sau đó thì cho mấy em vô trong. Em thứ hai nè. Và em thứ ba. Ok. Còn mình thì cứ cùng em khủng long bay mà đi thôi các bạn. Mình sẽ tìm cái hốc nào đó để mình trở ra ha. Cái hốc hồi nãy mình đi xuống á. Hình như nó bên hướng này thì phải. Chuẩn luôn rồi các bạn ơi. Ây da, ây da. Kén lên em ơi. Ok. Ở đây thì mình nên cho em xuống nghỉ xíu các bạn. Tại vì thể lực của cái loài khủng long bay này cũng có hạn á. Mình mà ép quá thì em cũng không bay cao nổi đâu. Nên cho em nghỉ ngơi một tí ha. Sau khi nghỉ ngơi xong thì tiếp tục đi lên thêm ấy. Lên luôn. Ý, cố lên. Ui. Trời ơi, tới đây hết sức rồi. Thôi, đáp xuống đây. Nghỉ tiếp ha. Nghỉ chập hai. Con nào nãy mới bắn khủng long mình đó. Lao tuét. Ủa, cái cung mình đâu ta? Ôi trời, hình như cây cung mình vứt ở nhà luôn rồi các bạn ơi. Oh my gosh. Cây thế nhờ, con xương. Thôi, không được, không được. Giờ mình đang có khủng long, mình phải kiềm tính lại. Rồi, xong phim. Chúng ta đã trở lên rồi các bạn ơi. Ở cạnh đây còn có chỗ cướp dân làng nữa hả? Mấy tên cướp này tới số rồi. Gặp mình thì tới công chuyện luôn. Đáp khủng long vô đây ha. Rồi, rồi, rồi. Ở đó cho em Ê, ê, ê. Cẩn thận, cẩn thận. Lớn nó bắn trúng khủng long mình. Từ 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 từ. Cái em khủng long bay chỉ có thể giúp mình bay lượn thôi. Mình thấy em không có tấn công phụ mình các bạn ơi. Đúng không? Hay là mình sẽ thử đổi chế độ của em á. Theo dõi. Có tấn công không? Không, em không hề tấn công. Ây da. Ê, ê, ê. Ui, thấy không? Em không hề tấn công phụ mình các bạn ơi. Nên là tốt nhất là mình nên để em ở một nơi an toàn ha. Rồi, ngồi yên ở đây, hồi phục đi cưng. Bắn khủng long mình là bọn này liều.
tới công chuyện. Hi, trả giá đi. Một tên, hai tên, không có sợ đâu. Dám hay tấn công người bạn mới của mình hả? Bước vô đây, bước vô đây. Sẵn tiện farm ngọc lục bảo luôn các bạn ơi. Tới số rồi. Rồi. Tên nào nữa? Ủa sao không có tên cầm lá cờ ta? À mà thôi, không có tên đó thì tốt. Chúng thôi, có hiệu ứng điểm xấu á, cái mình đi báo làng mất công các bạn ạ. Rồi, và kết liễu tên này. Alright. Chúng ta đã có thể giải cứu cho những người bạn Alay vô tội rồi. Rồi, mấy cân được tự do nha. À. Cướp dân làng, bắt nhốt cướp dân làng. Trời ơi. Cứu không? Muốn cứu không? Cứu con khỉ khô. Mơ đi cưng. Bắn ta, bắn khủng long của ta mà đòi ta cứu hả? Không có chuyện đó đâu. Mình sẽ vô trong loot nốt mấy cái trường cái đã. Rồi chúng ta đi về là đẹp hết các bạn. Hôm nay là một chuyến thám hiểm hang động nguyên thủy tuyệt vời. Ồ, đồ khá là bèo nha. Sau khi trở về chuyến này thầy... Ôi, từ. Tí nữa là đáp ngay cho anh Long rồi. Ôi, trời, anh Long ngủ không? Mình tạo ra tiếng động cái anh thức luôn rồi. Ok, cưng tạm thời ở đây nha. Chịu khó nghe anh Long gáy một xíu. Mình đã mang về được rất là nhiều loài khủng long các bạn à. Mình sẽ vô trong này để chúng ta thả bớt những cái em khủng long thân thiện ra các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ thả hai cái nhóc Rally chết ha. Mình thấy hai cái em này các bạn rất là thân thiện luôn. Mặc dù to toi thôi chứ hiền khô à. Đó, mình đẩy cũng rất là dễ dàng đó. Nên là mình sẽ cho em sống ở trong cái khu vườn này. Khu vườn toàn những loài thân thiện thôi. Trong thời gian rảnh thì chắc là mình sẽ trồng thêm cây trồng ở cái vùng hang nguyên thủy các bạn. Để cho mấy em này kiểu như hòa mình vào cái môi trường mới ha. Tiếp theo thì mình sẽ đưa đó chính là những cái em Protoceraptor. Ở hai em này thì là có cặp sừng chữ Y. Và mình thấy có cái nét nét gì đó giống Diabloceratops nhà mình đó các bạn. À, thả ra ha. Đấy. Quýt xa. Coi kìa. Mấy em có vẻ cũng khá là thích nơi ở mới nha. Còn riêng hai cái nhóc Valum cái gì ta? Valum Raptor. Ok. Mình sẽ thử để vô cái nơi ở của cái em bên này. Không biết là có ổn hay không nữa. Hy vọng là sẽ ổn nha. Ôi trời, sao con nhỏ nó chui vung trổng được hay vậy? Ok. Thành công. Con này đi xuống. Ây da, trời ơi. Mấy cái nhóc này nhảy các bạn. Ui trời, nhảy. Còn hung dữ lắm. Ý là mình giữ khoảng cách rồi đó các bạn. Nhưng mà mấy em này rất là hung hăng nha. Rồi, và có vẻ là Valum Raptor cũng không quá là ngợp ha. Vẫn rất là thoải mái cả. Cá sấu thời cổ đại cũng không ăn hiếp Valum Raptor luôn. Nên là mình tạm thời yên tâm rồi đó. Và đặc biệt nhất thì chắc là anh Long. Nhưng mà anh Long này là anh Long ở vùng hang động nguyên thủy các bạn. Ui kìa. Hổ răng kim. Quên. Trời ơi, quên. Chỗ đó có hổ răng kim. Để coi anh Long mới này thì... Thôi, chắc mình cũng sẽ cho anh Long xuống lỗ đi. Mặc định cứ hễ là anh Long là trò xuống lỗ hết. Rồi, mình sẽ để anh Long ở chính giữa một xíu. À, như vậy cho an toàn ha. Ở đây đây. Úi dồi. Đánh Long ra được rồi các bạn ơi. Đánh thằng anh Long này cũng không chịu thua anh Long kia nha. Tự nhiên mình thấy cái đầu mình nó cũng hơi nhức rồi đó các bạn. Một anh Long chịu muốn không nổi, bây giờ thêm anh Long này nữa. Ây da. Ok. Mình chỉ muốn dọn mấy cái cục gỗ thôi mà anh Long cắn mình các bạn thấy rồi đó. Còn lắc nữa chứ. Anh Long này ép quá hả. Ây da. Trời, anh Long bây giờ. À mà thôi đi. Anh ép anh Long hoài. Hiện tại anh Long còn FA hết các bạn. Để mai mốt mình sẽ gắng kiếm bạn gái cho hai anh Long này. Chứ không thôi mấy ảnh la quá trời quá đất rồi. Và cuối cùng đó chính là nhóc Subteranodon. Ê, vô trong nhà trước mình thấy họ đang kiếm lừa mình rồi các bạn ơi. Rồi mình cũng sẽ thả em ra ha. Cho em ở chế độ ngồi xuống. Ui chà. Chưa gì là phát cầm chó. Ê, anh ấn nhầm. Nói chung thì mình đã rất là hài lòng về cái chuyến đi thám hiểm hang động nguyên thủy ngày hôm nay rồi. Chỉ có điều là hiện tại mình vẫn chưa có thể triệu hồi boss ở hang động nguyên thủy đó. Thế nên là trong thời gian sắp tới, có thể là chúng ta sẽ dắt những em khủng long trở lại đấy và nghênh chiến cũng như là triệu hồi boss ha. Hy vọng là chúng ta sẽ hoàn thành được điều đó. Rồi, việc cuối cùng trong ngày đó chính là cho khủng long ăn uống cái ha. Nói chung thì sống trong thời đại khủng long cũng nhàn các bạn à. Sáng đi thám hiểm,
Dắt khủng long đi dạo, chiều thì dẫn khủng long về cho khủng long ăn. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày phiêu lưu ở hang động nguyên thủy. Sắp tới, các bạn có muốn mình thám hiểm những hang động bí hiểm còn lại hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À, mà bạn nào có nhu cầu mua ad Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Bye bye.